Tính đến chiều ngày 26 tháng 2, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch COVID-19 là 2.764 và tổng số ca nhiễm là 81.016 người. Tính đến nay, số ca tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục do dịch COVID-19 là 48 ca. Cụ thể, Hàn Quốc 11 ca, Nhật Bản 5 ca, Iran 16 ca, Ý 11 ca, đặc khu Hồng Kông 2 ca, Đài Loan 1 ca, Philippines 1 ca và Pháp 1 ca. Riêng tại Việt Nam, 16 trên 16 trường hợp nhiễm virus COVID-19 được chữa khỏi và chưa ghi nhận ca nhiễm mới nào kể từ ngày 13 tháng 2. Giới chức y tế tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cho biết 14% người nhiễm virus COVID-19 đã xuất viện ở tỉnh này tiếp tục dương tính trở lại với virus. Các phát hiện cho thấy những bệnh nhân đã hồi phục từ COVID-19 có thể phải được theo dõi trong một thời gian dài, ngay cả khi họ cho kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần theo hướng dẫn của cơ quan y tế và được xuất viện. Ngày 26 tháng 2, dẫn lời ông Song Ti, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quảng Đông nói rằng không có kết luận khoa học nào giải thích lý do tại sao một số bệnh nhân cho kết quả dương tính sau khi khỏi bệnh. Các hướng dẫn của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc quy định bệnh nhân phải xét nghiệm âm tính với virus COVID-19 2 lần, cách nhau ít nhất 1 ngày trước khi được cho xuất viện. Ông Song nói rằng trong khi không có ai tiếp xúc gần với những bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính, tỉnh Quảng Đông đang chuẩn bị đưa những bệnh nhân xuất viện có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi hồi phục vào diện giám sát tập trung và yêu cầu các bệnh viện phải theo dõi tất cả các bệnh nhân đã được cho xuất viện trong 2 tuần. Hàn Quốc sáng ngày 26 tháng 2 công bố thêm 169 trường hợp dương tính với virus COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 1.146 và cao thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc đại lục. Trong số 169 ca nhiễm mới, có 153 trường hợp ở thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul 300 km về phía đông nam và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Khoảng 80% ca nhiễm được xác nhận đến từ hai cụm dịch là chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu và bệnh viện Daedam ở quận Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang. Hàn Quốc cũng ghi nhận ca tử vong thứ 11 liên quan đến COVID-19 là một người đàn ông Mông Cổ 35 tuổi. Bệnh nhân này đến Hàn Quốc để thực hiện phẫu thuật ghép gan, song tử vong vì xuất huyết thực quản và được xác nhận nhiễm virus này sau đó. Theo kênh Al Jazeera, các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết một binh sĩ Mỹ 23 tuổi đóng quân tại Hàn Quốc đã xét nghiệm và cho ra kết quả dương tính với virus COVID-19. Đây là binh sĩ Mỹ đầu tiên nhiễm virus này trong số 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết binh sĩ bị nhiễm virus này đóng tại trại Karon, cách Daegu, nơi dịch COVID-19 đang bùng phát nghiêm trọng tại Hàn Quốc 30 km về phía Bắc. Người này đã tự cách ly tại nhà. Theo hãng tin AFP, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 26 tháng 2 cho hay, Trung Quốc đã cách ly 94 hành khách trên chuyến bay đến từ thủ đô Seoul của Hàn Quốc sau khi phát hiện 3 người bị sốt. 3 hành khách nói trên đều là người Trung Quốc đến thành phố Nam Kinh sáng ngày 25 tháng 2 và được phát hiện bị sốt sau khi nhân viên hải quan lên máy bay để tiến hành kiểm tra các triệu chứng của hành khách. Cả 3 người trên ngay lập tức được đưa tới bệnh viện để cách ly và xét nghiệm, trong khi 94 người ngồi gần họ trên máy bay được đưa tới một khách sạn để cách ly. Chính quyền y tế Thụy Sĩ ngày 25 tháng 2 ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại nước này. Bệnh nhân là một người đàn ông 70 tuổi ở bang Ticino, gần biên giới với Ý. Bộ Y tế Thụy Sĩ cho biết, người này đã ở Ý khoảng 10 ngày trước và tham gia một sự kiện gần thành phố Milan. Những người tiếp xúc với bệnh nhân này đã được xác định và cách ly trong 14 ngày. Trong khi đó, phát ngôn viên cơ quan y tế tỉnh Tyrone, phía Tây nước Áo cũng cho biết, ở nước này đã có ca bệnh đầu tiên nhiễm COVID-19, đó là hai công dân Ý. Những người này có thể đã nhiễm bệnh ở vùng Lombardy. Thủ tướng Croatia Andrej Plenković thông báo họ vừa phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19. Bệnh nhân đã được nhập viện ở thủ đô Zagreb.
Bộ trưởng Y tế Bratia Vili Perot cho biết, người này từng lưu trú ở thành phố Milan của Ý từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2. Dù vậy, các ca nhiễm đầu tiên của Áo và Bratia đều từng đến Ý. Chính quyền Algeria ở Bắc Phi cũng vừa công bố trường hợp nhiễm nCoV đầu tiên ở nước này là một công dân Italy nhập cảnh hôm 17 tháng 2. Bộ Y tế Algeria hôm 25 tháng 2 cho biết, trường hợp dương tính với nCoV này là một trong hai người nghi nhiễm đều mang quốc tịch Italy. Bệnh nhân đã được điều trị cách ly. Bộ Y tế Algeria tuyên bố sẽ củng cố hệ thống giám sát y tế và rà soát an ninh tại tất cả các điểm nhập cảnh vào quốc gia Bắc Phi này. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.